Không nghe theo di ngôn của Lưu Bị, Giác Cát Lượng phạm sai lầm khiến Án Thất diệt vong. Kính thưa quý vị và các bạn, năm 222 sau Công Nguyên, thất bại tại trận Di Lăng vẫn là đòn chí mạng đối với Lưu Bị vì không thể chiếm lại Kinh Châu, nên những kế hoạch trong Long Chung Đối Sách mà Giác Cát Lượng đề ra, bản thân ông suốt đời theo đuổi không thể thực hiện được nữa. Việc đánh Tào Ngụy, khôi phục Trung Nguyên cũng khó mà còn cơ hội. Việc lo buồn vì điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của Lưu Bị. Cùng lúc, những tin xấu liên tiếp từ Thành Đô báo về, Tư Đồ Hứa Tĩnh cao tuổi mới qua đời. Kế đó, Phiêu Kỵ tướng quân Mã Siêu cũng lâm bệnh, mất khi mới 47 tuổi. Như vậy, các tướng giỏi theo ông lập nghiệp chỉ còn lại Triệu Vân và Ngụy Diên. Ngay sau đó, Thượng thư Lưu Ba từ Thành Đô tới Bạch Đế hỏi thăm sức khỏe ông, trở về Thành Đô không lâu cũng qua đời. Lưu Bị ngày càng suy sụp, ông dự cảm mình không còn khả năng đoạt lại Kinh Châu, bèn hạ lệnh chuyển phần mộ Cam Phu Nhân vào đất Thục. Đầu năm 223, Lưu Bị cảm thấy bệnh tình càng trầm trọng, bèn sai người đến Thành Đô triệu tập thừa tướng Gia Cát Lượng đến gấp cùng Vĩnh An. Tình hình Thục Hán cũng ẩn chứa những điều bất ổn. Thủ lĩnh tộc thiểu số ở Việt Huề là Cao Định, theo sự xúi dục của Tôn Quyền đã khởi binh làm phản, nhưng bị Lý Nghiêm nhanh chóng dẹp được. Thái thú Hán Gia là Hoàng Nguyên bất hòa với Gia Cát Lượng cũng có ý làm phản. Vì vậy, Gia Cát Lượng luôn phải thường trực ở Thành Đô. Do lệnh triệu gấp của Lưu Bị, Gia Cát Lượng buộc phải giao cho tòng sự Dương Hồng phò tá thái tử Lưu Thiện, bản thân mình mang hai hoàng tử Lưu Vĩnh và Lưu Lý đến cùng Vĩnh An. Quả nhiên, Hoàng Nguyên khởi binh làm phản, nhưng Dương Hồng kịp thời đối phó, điều các tướng Trần Vẫn, Trịnh Sước ra quần bắt sống và chém Hoàng Nguyên. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Lưu Bị tỏ ra là người giỏi chiêu hiền đại sĩ. Ông đã thu phục được nhiều hào kiệt phò tá như Gia Cát Lượng, Bảng Thống, Pháp Chính, Hứa Tĩnh, Mã Lương làm văn thần, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân, Ngụy Diên làm võ thần. Ông không kể thân sơ, trọng dụng cả những người là hạ thủ cũ của Lưu Trương như Lý Nghiêm, Pháp Chính, Hoàng Quyền. Khi còn ở Bình Nguyên, có người là Lưu Bình thuê thích khách giết Lưu Bị. Thích khách đến nơi, thấy phong thái của Lưu Bị thì không nỡ ra tay, lại báo cho ông biết rồi bỏ đi. Trần Thọ nhận xét, tiên chủ được lòng người đến như thế. Ngụy Thư chép, Lưu Bị bên ngoài phòng ngừa giặc cướp, bên trong rộng rãi giúp đỡ tiền của. Từ binh sĩ tới thủ hạ, đều cho ngồi cùng chiếu, ăn cùng bông, chẳng phân biệt gì cả, bởi thế người theo về rất đông. Lưu Bị tỏ ra là người sáng suốt, biết nhìn người. Các tướng lĩnh, quân sư thân cận của ông đều rất trung thành, không ai có lòng mưu phản, kể cả sau khi Lưu Bị đã qua đời. Về điểm này, ông tỏ ra còn hơn cả Tào Tháo. Nhiều tướng của Tào Tháo đã làm phản sau khi ông qua đời, trong đó nổi bật nhất là Tư Mã Ý. Lưu Bị từng khuyên Trương Phi không nên xử phạt quá nặng với thuộc hạ mà chuốc lấy tai vạ. Quả nhiên, sau này Trương Phi bị thuộc hạ ám sát. Sự ủy thác Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng cho thấy ông đã chọn đúng người phụ chính cho con nhỏ. Trước lúc lâm chung, ông cũng nhìn ra giới hạn năng lực của Mã Tốc và khuyên Gia Cát Lượng không nên quá trọng dụng vì Mã Tốc là người hay nói quá sự thật. Thực tế sau này đã chứng minh, nhìn nhận của ông về con người này đều chính xác. Mất Nhai Đỉnh, Ngạt Lệ chém Mã Tốc. Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy lần thứ nhất. Nguyễn Minh Đế Tào Duệ phái Tư Mã Ý và Trương Cáp mang quân ra địch lại. Để đối phó với danh tướng Trương Cáp, mọi người đều cho rằng nên dùng mãnh tướng Ngụy Diên hoặc Ngô Ý đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng Gia Cát Lượng lại chọn Mã Tốc làm tiên phong. Mã Tốc được lệnh cùng Vương Bình cầm quân khẩn cấp ra trấn thủ Nhai Đỉnh. Trước khi đi, Gia Cát Lượng 5 lần 7 lượt dặn dò Mã Tốc phải đóng quân giữa đường và giữ lấy nguồn nước, như thế mới cố thủ được. Tuy vậy, Mã Tốc là con người chỉ biết bày binh bố trận trên sa bàn. Lưu Bị khi còn sống cũng lưu ý đến chuyện này, nhưng Gia Cát Lượng không lưu tâm. Nhất là khi Mã Tốc đưa ra kiến nghị đúng đắn trong cuộc Nam Tiến, do đó Gia Cát Lượng lại càng tin tưởng Mã Tốc hơn. Vì vậy, trong cuộc chinh phạt lần này, Gia Cát Lượng giao trọng trách tướng tiên phong cho Mã Tốc. Không ngờ, Mã Tốc tự cho mình là thông minh, vi phạm phương án bố trí của Gia Cát Lượng. Mã Tốc và Vương Bình tiến đến Nhai Đỉnh đúng lúc tướng Ngụy là Trương Cáp dẫn quân tới. Tại đây, Mã Tốc làm ngược lại với phương án chỉ huy của Gia Cát Lượng. Mã Tốc không đóng quân ở nơi đường cái gần sông là chỗ có nước cho quân dùng, mà mang 2 vạn quân trấn giữ trên núi với phương án trên núi đánh xuống thế như trẻ tre. Vương Bình nhiều lần phản đối, nhưng Mã Tốc không nghe,
Cuối cùng, Vương Bình đành xin mã tốc cho 5.000 người ngựa xuống đóng trại dưới chân núi. Trương Cáp theo sự chỉ đạo của Tư Mã Ý đã mang quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt đường nước. Quân Thục thiếu nước, hoảng loạn. Trương Cáp dồn sức tấn công phá tàn Mã Tốc. Cánh quân Mã Tốc bỏ chạy tán loạn, chỉ còn 1.000 người ngựa của Vương Bình vẫn giữ vững được doanh trại. Thấy Mã Tốc đại bại, Vương Bình đốc quân dồn sức chiến đấu, cố thủ không rút. Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân có thời gian bèn chỉnh đốn đội ngũ, thu thập những quân sĩ của Mã Tốc bỏ chạy, rồi bình tĩnh rút lui về nước. Nhai Đình nằm ở khoảng giữa sông Vị và núi Mạch Tích, nay là đông bắc huyện Thiên Thủy, Cam Túc, là con đường huyết mạch để đi từ Thiểm Tây và Lũng Hữu. Dĩ nhiên, cả Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng đều hiểu rõ vai trò chiến lược trọng yếu của Nhai Đình. Nhưng thất bại ở Nhai Đình khiến cho quân Thục mất quyền chủ động và Gia Cát Lượng buộc phải lui binh rút quân về Thục. Cụ thể là khi Nhai Đình bị thất thủ, làm cho Gia Cát Lượng bị mất bàn đạp tấn công, lỡ mất cơ hội đánh chiếm Lũng Hữu. Còn ở Kỳ Cốc, do phòng bị sơ hở, quân Thục đã bị quân Tào đánh lui. May nhờ đại tướng Triệu Vân ngăn chặn phía sau nên tổn thất không lớn. Xét tình hình thực tế, Gia Cát Lượng cho rằng quân Thục không thể tiếp tục giao chiến được nữa. Ông quyết định thu quân trở về Hán Trung. Chẳng bao lâu ba quận Thiên Thủy, Nam An, An Định lại trở về tay nước Ngụy. Về nguyên nhân thất bại, có người trong triều nhà Thục an ủi cho rằng nguyên nhân do xuất quân lần này gặp bất lợi là do binh lực quá ít. Gia Cát Lượng đã nghiêm túc trả lời rằng không đúng như vậy, vì trong hai trận đánh ở Kỳ Sơn và Tả Cốc, quân Thục nhiều hơn quân Ngụy. Nguyên nhân thất bại chính là do bản thân ông không biết dùng người. Và ông gạt nước mắt chém Mã Tốc, đồng thời viết tờ tấu lên Lưu Thiện xin hạ tước vị của mình xuống 3 bậc, đồng thời công bố sai lầm của mình cho cả nước được biết, làm gương cho mọi người tự vạch khuyết điểm của mình. Dùng Mã Tốc là một điều khinh suất của Gia Cát Lượng, chém Mã Tốc lại là một sai lầm khác của ông. Gia Cát Lượng nói chém Mã Tốc là để giữ nghiêm quân lệnh, nhưng sử gia Tập Sạc Sĩ không đồng tình với Gia Cát Lượng. Ông dẫn trường hợp vua nước Tấn không giết tướng Tuân Lâm Phủ bại trận nên sau này có ích cho nước. Còn Sở Thành Vương không biết tài năng của Thành Đắc Thần cũng xử tử vì một trận thua nên sau này thất bại. Tiếp đó Tập Sạc Sĩ phân tích thêm, nước Thục hẻo lánh một phương, nhân tài vốn ít hơn nước khác mà lại giết kẻ tuấn kiệt, coi minh pháp quan trọng hơn nhân tài, muốn thành đại nghiệp há chẳng phải rất khó sao. Huống hồ Lưu Bị vốn đã nói rằng Mã Tốc không nên trọng dụng. Gia Cát Lượng sau đó vẫn dùng ông. Bản thân điều này đã cho thấy Mã Tốc là nhân tài không thể xếp xó, không thể khinh sát. Đồng thời Tập Sạc Sĩ phê phán Gia Cát Lượng là người điều khiển thiên hạ mà không lượng tài tiết kiệm, trái lời răn của minh chủ, quyết đoán sai lầm, đặt người sai vị trí, giết người hữu ích. Dù làm theo di chúc trước khi chết của Mã Tốc là xin hãy nâng đỡ cho con mình, và Gia Cát Lượng cũng vẫn luôn để ý an ủi, trợ cấp cho gia đình Mã Tốc như lúc ông còn sống. Nhưng việc chém Mã Tốc là chuyện luôn khiến Gia Cát Lượng cảm thấy bị dày vò. Về sau, Tự Nguyện có lần hỏi ông vì sao không cho Mã Tốc sống thêm để lập công chuộc tội. Gia Cát Lượng nói rằng bản thân thấy rất thương xót, như chặt đi mất một cánh tay, nhưng vì giữ nghiêm mệnh lệnh mà phải gạt lệ chém tướng yêu. Năm ấy, Mã Tốc mới vừa 39 tuổi, tràn trề sinh lực, khí chất người người. Khổng Minh Gia Cát Lượng là một kỳ tài hiếm có, khó gặp trong lịch sử Trung Hoa. Tài kinh bang tế thế của ông luôn khiến hậu thế cảm thấy kinh ngạc, nhưng không phải lúc nào bộ não ấy cũng đưa ra những quyết sách sáng suốt. Nhiều ý kiến bình luận sau này rằng nếu Gia Cát Lượng để Ngụy Diên hoặc Triệu Vân trấn giữ Nhai Đình, hoặc ông không chém để cho Mã Tốc một cơ hội lập công chuộc tội, thì có lẽ số phận của Tục Hán đã khác, và vở diễn tam phần còn có thể kéo dài tới 100 năm, 200 năm hoặc nhiều hơn như thế. Và biết đâu đó, tâm nguyện phạt Ngụy chủng hưng Hán thất của ông sẽ trở thành hiện thực. Và bài hát Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông trong bộ phim kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa sản xuất năm 1994 được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của La Quán Trung, có lẽ là những lời ca tụng chiến công nhà Thục Hán, chứ không phải những ca từ đầy bi tráng như thế. Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thịnh suy thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Núi xanh nguyên vẹn cũ, bao độ ánh chiều tà, bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi, vốn đã quen gió mát trăng trong, một vò rượu nếp vui bạn cũ, chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ "Không nghe theo di ngôn của Lưu Bị, Gia Cát Lượng phạm sai lầm khiến hắn thất diệt vong".